Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng công ty Điện lực miền Bắc EVN-NPC nhận định nhiều mảng sản xuất kinh doanh có thể áp dụng triển khai nhanh chóng các thành tựu của cách mạng công nghệ 4.0. Kể từ năm 2017 đến nay, EVN-NPC đã triển khai nhất quán và sâu rộng từ Tổng công ty đến các đơn vị thành viên chủ trương đưa khoa học công nghệ vào mọi mặt của doanh nghiệp, từ quản trị điều hành, quản lý kỹ thuật, vận hành đến kinh doanh chăm sóc khách hàng. Trong quản lý kỹ thuật vận hành, để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm các chỉ số SAIDI, SAIFI, EVN-NPC đã triển khai các nhiệm vụ ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật cao như trang thiết bị rửa sứ hotline cho các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế miền Bắc để hạn chế thời gian cắt điện vệ sinh công nghiệp, lắp đặt thiết bị cảnh báo để nhanh chóng phát hiện ra những điểm có sự cố trên đường dây. Việc ghi chỉ số công tơ gần như đã giảm đáng kể sự can thiệp của con người khi EVN-NPC ứng dụng phần mềm ghi chỉ số và tính toán số điện CMIS. Xuất phát điểm và từ cái mục tiêu là phải đảm bảo năng suất lao động cao, thì điều đặt ra tức là chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới là chúng tôi sẽ phải hoàn thiện cái hệ thống quản trị của tổng công ty. Và cái hệ thống quản trị đó thì thực ra là chúng tôi đã thực hiện trong một thời gian rất là dài rồi. Nhưng nay thì là thời đại, chúng tôi cũng rất là may mắn là chúng ta được tiếp cận với những cái khoa học công nghệ, với thành tựu khoa học công nghệ thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 ấy, thì có rất nhiều những cái giải pháp về công nghệ hỗ trợ cho chúng tôi đạt được những cái mục tiêu này. Tuy nhiên, trong quá trình hiện đại hóa, EVN-NPC cũng gặp rất nhiều những rào cản, khó khăn. Trước tiên là rào cản về hạ tầng, khi phần lớn hệ thống hạ tầng thiết bị năng lượng hiện nay đã lạc hậu. Rào cản về nhân lực, tài chính cũng khiến việc triển khai ứng dụng cách mạng công nghệ 4.0 gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, EVN-NPC đề ra nhiệm vụ khắc phục tình trạng này bằng các giải pháp công nghệ cao, lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu, đo đếm từ xa đối với 1.500 điểm ranh giới và đầu nguồn, lắp đặt và thu thập dữ liệu đo xa công tơ tổng đầu trạm công cộng và đầu trạm chuyên dùng, thu tiền điện qua ngân hàng, thanh toán tiền điện trực tuyến trên trang mạng nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Khi mà sử có cái công tơ điện tử này á, thì chúng tôi có thể là kiểm tra trên cái máy tính điện hoặc là máy điện thoại về cái chỉ số điện năng mình tiêu dùng đấy, hoặc là các thông tin về tiền điện hoặc các thông tin về cách sử dụng tiết kiệm điện hoặc là các cái mình cần những cái thông tin gì thì là mình đều tra cứu trên đó được. Từ những tiện ích của công tơ điện tử mà điện lực đã được triển khai thì đang áp dụng thì đã góp phần vào rất lớn trong cái việc giảm tổn thất điện năng, tổn thất bình quân của các trạm biến áp công cộng trước khi thay công tơ là 3,08%, nhưng khi mà đã thay công tơ điện tử thì giảm xuống bây giờ chỉ còn 22,8% và giảm được 0,28% trên một cái trạm biến áp trung bình của điện lực thành phố cũng như năng quản lý. Trong quản trị điều hành, việc triển khai hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp cho tất cả các đơn vị, cung cấp chữ ký số cho hóa đơn điện tử đã cho hiệu quả kinh tế lớn, đồng thời thuận tiện trong quản lý, tra cứu, nâng cao năng suất lao động cho tổng công ty. Trong năm 2019, các đề án ứng dụng khoa học công nghệ tiếp tục được EVN-NPC thực hiện để không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng năng suất lao động, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, dịch vụ khách hàng, đào tạo nhân lực cho trung tâm điều khiển xa, trạm biến áp không người trực. Khi xử lý sự cố, chúng tôi đã có thể thao tác xử lý sự cố ở trên này. Đồng thời cái thời gian mà cắt điện để bàn giao lưới thiết điện cũng cho đội công tác để giảm đi đáng kể. Còn như đồng thời là có thể thao tác được nhiều cái thao tác thì là góp phần được cái tăng năng suất lao động. Thứ hai là về cái chất lượng điện áp. Khi ở đấy trên này thì qua cái thiết bị giám sát thông minh, qua cái phần mềm thì chúng tôi cũng có thể giám sát được điện áp tất cả các nút. Trên đấy được giám sát điện áp chúng tôi hoàn toàn chủ động. Về đường dây và trạm biến áp thì không thể tránh được những cái việc mà do những cái vị trí tiếp xúc lâu ngày nó sẽ gây ra nhiệt và để lâu nó gây ra sự cố, thì trước khi có camera ảnh nhiệt thì chúng tôi là thường bị những cái sự cố có nguyên nhân từ nhiệt gây ra. Nhưng từ khi anh em tôi áp dụng đo camera ảnh nhiệt để phát hiện sớm thì chúng tôi đã xử lý kịp thời và gần như là không có những cái sự cố nguyên nhân từ nhiệt gây ra. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 còn đặt EVN-NPC trước thách thức về bài toán dư thừa lao động. Để hóa giải điểm nghẽn này, đơn vị đã chủ động sắp xếp có chọn lọc và ưu tiên cán bộ có năng lực, trình độ, phẩm chất trong thực hiện các công việc quan trọng ở các mức độ khác nhau. Từ cán bộ quản lý đến công nhân kỹ thuật,
đào tạo lại tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động. Trên chặng đường phát triển của mình, EVN NPC đã vượt qua không ít thách thức khó khăn. Với kim chỉ nam, khách hàng là trung tâm và việc nhanh nhạy đón đầu của cách mạng công nghiệp 4.0 EVN NPC đã và đang cho thấy mạnh dạn đầu tư đổi mới đúng hướng sẽ tạo nên những giá trị tăng trưởng bền vững, mở ra cơ hội lớn trong tiến trình phát triển, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối điện của EVN, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về cung ứng điện năng của khách hàng.